Để nó cho ta. Nó chạy rồi, tất cả đuổi theo. Ai đó? Vào đi. Chào ông bà. Tôi đi săn, vô tình bị rớt xuống đây. Ông bà có thể cho tôi tá túc qua đêm, ngày mai tôi đi sớm. Được rồi, cậu vào đây ngồi cho ấm. Cảm ơn bà lắm. Bà thật là tốt bụng. Bà, nơi đây là rừng sâu núi thẳm, tại sao ông bà lại sống trong một cái hang động heo hút như vậy? Ta là Nguyệt Lão, còn kia là ông Tơ. Ta đang ngồi xe duyên cho những cặp tình nhân ở dưới trần gian. Bà là Nguyệt Lão? Vậy còn những sợi dây màu hồng này chính là những sợi dây mà gắn kết những đôi tình nhân lại với nhau sao? Đúng vậy. Khi ta xe những sợi chỉ này càng nhiều thì tình yêu của những đôi tình nhân nó càng sâu nặng. Và ngược lại, nếu ta xe ít thì đó là những mối tình không được bền. Còn một khi ta muốn đôi trai gái nào nên duyên thì ắt những người đó sẽ kết duyên và không lìa xa nhau được. Sao ta thấy nét mặt công tử chất chứa nhiều tâm sự? Công tử à, công tử có điều gì ưu tư, có thể nói cho ta biết, coi ta có thể giúp gì cho công tử được không? Thưa bà, tôi có nỗi niềm riêng, bấy lâu nay cứ khênh khênh trong lòng. Cũng may là hôm nay gặp được ông bà lão, mong ông bà nói cho tôi biết tại sao duyên số của tôi cứ lận đận như vậy. Cũng đã hai lần sắp thành thân rồi, nhưng mà gặp chuyện cuối cùng lại không thành. À, đó là do duyên của công tử chưa có đến nên mới xảy ra chuyện không thể thành thân được. Công tử đừng có băn khoăn nhiều, khi duyên đến á, công tử có chạy trốn cũng không thể thoát đâu. Nguyệt Lão, người có thể cho tôi biết sau này tôi sánh duyên cùng với ai được không vậy? Công tử, chẳng hay công tử đây tên gì? Dạ thưa ông lão, tiểu nhân tên là Trần Hạ, vừa tròn 20 tuổi, là con trai duy nhất của quan đại thần Trần Trung. À, Trần Hạ, ngày tháng năm sinh. Sao vậy công tử sẽ sinh duyên cùng với Lan Anh, con của bà lão mù lòa, ăn mày ở chợ Đông gần kinh thành rồi. Ông lão thật là quá đáng. Ta đường đường là một con trai duy nhất của quan đại thần, văn hay chữ tốt như vậy lại sánh duyên cùng con gái bà lão mù lòa ăn xin hả? Sao lòng dạ của ta lúc nào cũng bồn chồn vì câu nói của ông lão trong rừng hoài vậy?
Không được. Không được. Gia cảnh của em như thế nào mà tại sao lại dẫn mẹ đi ăn xin vậy? Em mồ côi cha từ nhỏ, gần đây mẹ hay đổ bệnh, không có tiền mua thuốc cho mẹ nên mẹ phải chịu mù lòa. Nhưng em không biết làm gì để kiếm tiền nuôi mẹ nên em phải dẫn mẹ đi ăn xin kiếm sống qua ngày. Em tên là gì? Em tên là Lan Anh. Lan Anh? Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào được. Lan Anh. Dạ. Mẹ. Con ngồi xuống đây với mẹ đi con. Cha không tin. Không thể nào tin được. Những lời ông lão đó chỉ là quan đường thôi. Dạ thôi cha. Lúc đầu con cũng không tin. Cho nên con mới đến tận nơi. Xem tận mắt. Nghe tận tai. Đúng là mẹ con bé đó bị mù lòa. Y chang những lời ông lão nói. Không lẽ đó là ý trời đã định sao? Không thể được. Nhưng mà nếu có, con cũng sẽ cãi mệnh trời. Con không thể nào làm chồng một cô bé ăn mày bẩn thỉu như vậy được. Cha cũng vậy. Gia đình chúng ta gia thế quyền quý, không nên làm chấp nhận con mụ ăn mày mụ lò làm thông gia được. Vậy bây giờ ý cha là sao? Tuy câu chuyện có vẻ hoang được, mà để diệt trừ hậu hoạn, ta sẽ... Cha muốn giết con bé đó à? Nhưng mà nếu lỡ... Không được. Con bé nó chỉ mới 10 tuổi thôi. Nhìn con bé bẩn thỉu như vậy, con không cam tâm mà lấy được. Cha biết lúc này con đang tâm trạng rối bời. Thôi thì tất cả bỏ chuyện, cứ để cha lo liệu. Dạ, tùy cha quyết định, con sẽ nghe theo. Ngươi hãy ra ngoài chợ đông, thừa lúc vắng người truy sát hai mẹ con quận mài cho ta. Nhớ ra tay nhanh lẹ và sạch sẽ, về ta sẽ trọng thưởng cho. Dạ thưa điện nhân, bà Mai đã tới. Cứ lui ra ngoài. Dạ. Dạ, dạ thưa đại nhân à. Đại nhân cho người gọi tôi tới đây có điều chi sai bảo à. Bà ngồi đi. Dạ, dạ tôi không dám à. Được rồi. Tôi nghe nói bà nổi tiếng là mát tay trong việc mai mối ở trong kinh thành này. Cho nên tôi muốn nhờ bà tìm một người cho con trai của tôi. Con trai của đại nhân à? Hình như là đại nhân á có một công tử thôi mà, không lẽ thì nó đó chứ ai. Gần 10 năm qua rồi mà công tử cũng chưa có thành gia thất hay sao vậy thưa đại nhân? Nếu nó đã có rồi thì ta cho mời bà tới đây để làm gì? Trong thời gian qua nó vùi đầu vào kinh sử. Dạ. Nay đã thành danh rồi nhưng mà chuyện thê tử cũng không có màng tới. Tôi có hối thúc thế nào đi nữa nó cũng bỏ ngoài tai. Bây giờ ta già rồi, cũng gần đất xa trời rồi, vậy mà vẫn chưa có người nói dối. Cho nên ta muốn nhờ người tìm cho ta một người
để làm vợ của nó. Xong việc ta sẽ động thưởng cho. Dạ. Dạ, nhưng công tử không có màng tới cái chuyện đó thì tôi biết làm mai cho ai đây? Dạ thưa đại nhân. Ta nói người tìm thì cứ tìm đi. Dạ. Lần này nhất quyết bắt nó phải lấy vợ cho bằng được. Chị sao lụa kìa, lụa đẹp lắm chú, lụa đi chú, cái này đẹp lắm, đẹp quá. Dạ cô coi đi cô, kiểu đẹp lắm nè cô. Dạ dạ rồi. Làm gì vậy? Buông ra, buông ra, buông ra, buông ra, buông ra, đứng lại, buông ra, đứng lại, đừng có, đứng lại. Cô đừng có sao không vậy? Tôi không sao. Tiểu thư, Tiểu thư có sao không? Tôi không sao. Tiểu thư có sao không vậy? Ta không sao hết. Em có sao không? Em không sao. Nhưng mà cái tay nải đựng tiền bạc tư trang của chúng ta bị tên cướp nó giật rồi. Tiền bạc cho tư trang mất hết rồi, chúng ta lấy gì để làm lộ phí lên đường đây? Xin phép cho tôi hỏi, hai tiểu thư từ đâu đến và định đi đâu vậy? Tiểu thư của tôi á tên là Thu Thảo, con của quan thái úy ở triều đình. Chúng tôi đang đi ngao du xuân thủy, nhưng mà đi ngang chợ này á thì lại gặp nạn. Con gái quan thái úy đây sao? Tiếc là tên cướp chạy nhanh quá, ta giết theo không kịp rồi. Hắn hung hãn quá cho nên chị em của tôi trở tay không kịp. Đây, ta có một ít tiền, tiểu thư cứ cầm lấy đi, biết đâu là trên đường về có dịp dùng đến thì sao. Cảm ơn công tử, nhưng tôi nghĩ chắc là chị em tôi sẽ về phủ mà không đi tiếp nữa. Tiểu thư cứ nhận đi, rồi sau này mình trả lại sao. Nếu không á, về nhà lão gia biết chúng ta gặp nạn, sau này lão gia không cho chị em chúng ta đi ngao du xuân thủy nữa đó. Cảm ơn công tử. Cô nương này nói phải đó, tiểu thư cứ cầm lấy, khi nào có thì trả lại tôi cũng không muộn mà. Tôi là Trần Hạ, con trai của quan đại thần, cùng làm quan triều đình với là cha của nàng đó. Đây là ngọc bội của tôi, sau khi trở về phủ sẽ cho người tới nhà tìm chàng để trả ơn. Cảm ơn tiểu thư, mong ngày hồi ngộ. Chào công tử. Chúng ta về thôi tiểu thư. Cảm ơn công tử. Quả lời đồn không sai, ta từng nghe thiên hạ bàn tán con gái quan thái úy là một giai nhân sắc nước hương trời. Biết bao dương tôn công tử đến cầu thân nhưng không được kén chọn. Nay gặp nạn mới chỉ dạy câu xã giao mà ta đã thấy chao động trong lòng rồi. Cha. Thưa cha, con mới về. Ngồi con. Cha thấy sắc mặt con hôm nay khác thường lắm, chắc ra ngoài có chuyện gì vui hả? Nói cha nghe coi. Cha, cha có biết quan thái úy trong triều không cha? Công cung á, biết bao nhiêu là quan quân, làm sao cho nhớ hết. Mà có chuyện gì vậy không con? Hôm nay con mới gặp tiểu thư con quan thái quý. Nàng con nếu đẹp sắc nước hương trời luôn. Con mới gặp mà con đã xao xuyến trong lòng rồi. Cha cho người tới may mối dạm hỏi, cưới nàng cho con đi cha. Nàng ta khoảng bao nhiêu tuổi vậy? Con không có hỏi tuổi, nhưng mà con đoán khoảng 19 đôi mươi gì thôi à. Nàng ta sắc nước hương trời, con nhà quyền thế, lại ở cái tuổi đó, cha sợ là có người dạm hỏi rồi đó. Cha nghĩ chắc con sẽ chậm chân. Không có đâu cha, con hỏi kỹ rồi. Tuy là có nhiều người tới may mối dạm hỏi nhưng nàng không có ưng lòng. Tới bây giờ thì nàng chưa có hẹn ước với ai hết. Con chắc chắn vậy không? Cha biết tính con mà, một khi con muốn biết gì thì con phải điều tra kỹ lưỡng chứ. Được rồi, chuyện này á, cha đích thân gặp quan thái quý để bàn rõ mới được.
Không cần phải gấp như vậy đâu cha. Cần chứ. Bao nhiêu năm qua con vùi đầu vào kinh sử, không màng tới chuyện tình yêu của đôi lứa. Cha buồn lắm. Bây giờ có người làm cho lòng con xao động, cha mừng lắm. Để cha nói gia nhân chuẩn bị lễ vật rồi phải lên đường liền. Dạ. Con trai ta gặp tiểu thư nhà ngài chỉ một lần thôi mà đã mang lòng thầm thương trộm nhớ. Nó nói với ta nhờ người mang lễ vật sang nhà ngài để cầu thân, nhưng mà ta không yên tâm cho nên mới đích thân sang đây. Ta nghĩ ngài sẽ nể mặt ta mà cho đôi trẻ nên duyên. Ta với ngài làm quan triều đình đã lâu năm, nay được kết nối thông gia với ngài thực là không còn gì tốt hơn mà. Với lại con gái của ta trở về cũng có nhắc đến công tử, với vẻ quyến luyến lắm. Ngài thái quý đồng ý rồi vậy thì tốt lắm. Được rồi, ta sẽ về coi ngày lành tháng tốt cho người mang lễ vật sang đây. Khoan đã, ta nghĩ chuyện đem lễ vật qua đây xin ngài hãy từ từ. Ngài mới vừa đồng ý mà, hay là có điều gì khúc mắc ở đây vậy? Không giấu giếm gì cả. Con gái tôi hồi nhỏ ốm yếu, sức khỏe không được tốt. Từ hôm gặp bọn cướp trở về, không biết do hoảng sợ hay là gì nữa mà lâm bệnh nặng. Ta đã tìm thầy lo thang thuốc khắp nơi nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Chắc không qua khỏi. Có chuyện đau lòng như vậy sao? Vâng. Chỗ thân tình ta không muốn giấu giếm điều gì nữa. Hiện thời con gái của ta đang nằm mê man trong khuê phòng. Nãy giờ nghe ngài muốn ngỏ lời dạm hỏi, trong lòng ta vô cùng rối rắm, nửa buồn nửa vui. Không biết con gái của ta có được phước được phần để làm dâu của đại nhân hay không. Lão gia, lão gia. Lão gia, lão gia. Chuyện gì? Lão gia, lão gia, có lương y tới tìm, nói là có thể chữa bệnh cho tiểu thư nhà mình. Thật vậy sao? Dạ. Mau, mau mời lương y vào phòng, nhanh lên. Dạ, dạ. Chấn thương đã bị chẳng là không có thuốc men nào có thể chữa trị được, ta e là không qua khỏi đâu. Con gái đó sao yếu mạnh như vậy? Lưng, con có cách nào khác để cứu con gái tôi không? Trong rừng sâu có một loại nấm quý có thể chữa được bách bệnh, nhưng nếu muốn có loại nấm quý đó thì người hái phải có lòng thật, phải dùng máu của mình để tưới lên cây nấm đó thì mới có thể hái được nó. Trong rừng sâu có một loại nấm có thể cứu được con gái ta. Được rồi, ta sẽ cho người tìm ngay. Sừng thiên nước độc là có nhiều hùng beo rắn rít, nên chỉ có người nào thật lòng yêu thương tiểu thơ đây, muốn trọn đời gắn bó cho vị tiểu thơ thì mới có đủ ý chí đi tìm loại nấm đó mà.
Không lẽ đó là ý trời sao? Tại sao ông trời lúc nào cũng muốn thử thách con hoài vậy? Tại sao người con yêu mến lúc nào gặp hoạn nạn hoài vậy cha? Cha không hiểu tại sao nữa. Thôi thì cứ coi như con và tiểu thơ đó không có duyên phận vậy. Con sẽ đi vô đường sau, tìm được tấm quý đó, nhất định con sẽ đem về cho bằng được. Không được đâu con, rừng sâu nước độc nguy hiểm lắm, con đừng đi nha. Dù nguy hiểm cách mấy con cũng sẽ đi. Cha hãy cho người qua báo với quan thái quý là con sẽ đi, và mọi người hãy ở nhà chờ tin con. Đây là lời đáng quý mà nữ nghi kia đã nói hay sao? Sao ta thấy nó bình thường như là bao loại nấm khác thôi. Đúng là đáng quý rồi. Tỉnh rồi. Tiểu thơ, con gái của ta tỉnh rồi. Con tỉnh lại rồi. Trần Hạ công tử đây đã không ngại nguy hiểm vào rừng sâu tìm một loại nấm quý, và dùng máu của mình tưới lên nấm đó, đem về đây để cứu con đó. Đa tạ ơn cứu mạng của công tử. Con à, Trần Hạ đã ngỏ lời muốn con làm vợ. Cha đã đồng ý rồi. Khi nào con hồi phục sức khỏe, cha sẽ chọn ngày lành tháng tốt để cho hai con nên duyên chồng vợ. Chân tình của Trần Hạ bất chấp tánh mạng đã làm cho tiểu thư Thu Thảo rung động và cảm mến. Hôn lễ của hai người được tổ chức linh đình. Trong sự chúc phúc của hai họ, ai cũng khen họ đẹp đôi, trời xanh một cặp. Thu Thảo, tại sao trên đầu nàng lại có vết thẹo lớn như vậy? Lúc còn nhỏ, khi em dẫn mẹ đi ăn xin, không gây thù chuốc oán với ai, nhưng lại có kẻ đuổi theo để truy sát, sau đó còn đốt nhà của em nữa. Nàng nói sao? Có kẻ truy sát giết nàng à?
em bị chém một nhát vào đầu, bất tỉnh. Cũng may lúc đó nhờ quan thái úy đến kịp thời, cho nên em mới giữ được mạng sống. Nhưng do ảnh hưởng của sự việc lúc đó, cho nên sức khỏe của em rất yếu. Vào những ngày trời lạnh, đầu em đau nhức lắm. Quan thái quý đến kịp thời cứu nàng. Sao nàng gọi cha mình là quan thái quý, lại còn nói mẹ mình đi ăn xin nữa? Nãy giờ nàng nói những gì ta không hiểu gì hết. Thật ra em chỉ là con nuôi thôi. Lúc đó may nhờ có quan thái úy cứu giúp, lại còn mang về tận tình cứu chữa, cho nên em mới qua được cơn nguy kịch. Sau đó biết được hoàn cảnh của em, một cô cha, mẹ lại bị mù, nên ông thương tình đem hai mẹ con về nuôi. Một thời gian sau đó mẹ em mất đi, quan thái úy vì không có con nên nhận em làm con nuôi. Ông yêu thương và che chở cho em, còn cho em đi học chữ nữa. Nàng chỉ là con nuôi thôi sao? Vậy ngoài tên Thu Thảo ra, nàng còn tên nào khác không? Sao chàng biết? Em còn một tên khác. Thu Thảo á là tên do cha nuôi đặt, còn lúc nhỏ em tên là Lan Anh. Trần Lan, có chuyện gì mà chàng hoảng hốt vậy? Mà sao chàng biết em còn một tên khác? Lỗi là tại ta, tất cả là tại ta. Ta thật đáng tội chết. Chính ta đã gây ra tai nạn cho nàng năm xưa. Lúc đó vì muốn diệt trừ hậu quả, cho nên cha đã sai người truy sát mẹ con nàng. Nhưng ta thật không ngờ, 10 năm sau, đứa bé ăn mày xấu xí khi lại chính là nàng. Chuyện qua rồi, chàng đừng dây dứt nữa. 10 năm trước, chàng đã đồng ý để cha cho người truy sát em. Nhưng 10 năm sau, chính chàng cũng đã không ngại khó khăn, nguy hiểm, lại còn dùng máu của mình để cứu lấy mạng sống của em. Đó cũng là số trời đã định. Ta cảm ơn nàng đã hiểu và tha thứ cho ta. Bây giờ thì ta mới tin duyên giai ngẫu là do trời định. Ngày xưa ta đã lỡ lên một lần thiên cơ với công tử, cho nên mới xảy ra được rắc rối. Chục nữa là đã chết oan một người rồi đấy nhé. Chúng ta cũng đã bị Ngọc Hoàng khiển trách. Chúng ta cũng rất hối hận chuyện của mình gây ra. Nên ông Tơ đã hóa thân thành lương y, mách nước cho công tử đi tìm thuốc để mà cứu Thu Thảo đó. Dạ ông Tơ, đã cứu mạng con. Không có gì, không có gì. Hãy đứng lên đi. Nè, ta làm như vậy là để chuộc lại lỗi lầm của mình mà. Ta đã chăm chút xe duyên cho hai con. Hai con sẽ gắn bó, yêu thương nhau suốt đời. Cuộc sống sẽ êm đềm và hạnh phúc. Hữu duyên, thiên lý, năng tương ngộ. Vô duyên, đối diện, bất tương phục. Bởi thế cho nên người đời vẫn luôn tin rằng khi sợi tơ hồng thả ràng buộc, dù có xa cách muôn ngàn vạn dặm, dù không hề biết nhau, đôi trai gái cũng sẽ thành vợ chồng. Trời ơi, sao mà lâu quá.
nhỉ? Lâu thiệt. Khổ ghê. Chờ nãy giờ mà cũng chưa tới nữa. Ồ, con Hường này thiệt là quá đáng. Lần nào đi chơi á, nó cũng bắt tao với mày chờ đợi hết. Nó làm như nó danh giá lắm không bằng, thấy phát ghét. Lần sau á, mày đừng có rủ tao đi chung với nó nữa nghe không? Ê, nó tới kìa. Ý, mọi người tới sớm dữ vậy đó hả? Trời ơi, tao nói đừng có giận Hường, tội nghiệp Hường dữ lắm. Lý do là tại sao Hường đi trễ, Hường kia cái con sen á, đi lấy cái bộ đồ này cho Hường để Hường mặc đi dự hội. Mà nó đi cả buổi trời, tao nói nó tám từ đầu trên, nó xuống dưới vậy đó. Trời ơi, bực quá trời quá đất vậy hả? Nói nghe vậy thôi, đừng có giận Hường làm gì. Làm gì nhìn dữ vậy? Chà, hôm nay thấy ai cũng mặc đồ đẹp ha. Nhưng mà Hường thấy cái dải áo này nó cũng mới. Mà nè, hàng này là hàng chợ phải không? Trời ơi, nhìn là biết rồi. Còn đây nữa nè. Trời ơi, ta nói cũng mặc áo, cũng đâu thua kém gì chị em ha, cũng tím lét vậy đó. Nhưng mà tôi biết hai cái lụa này đâu có bằng cái lụa của tôi. Lụa của tôi là hàng cao cấp. Mà ta nói cái làng này nè, cả cái làng này không có ai mà có điều kiện bằng tôi. Cho nên bởi vậy tôi nói tôi hãnh diện dữ lắm. Thôi à, mình đi đi kẻo trễ ha. À mà thôi, tôi Hường đi trước hen, hai bạn đi sau. Mày mốt á, mày đừng có rủ tao đi chung với nó nữa nghe không? Chảnh chẹ, thấy ghét. Đi. Các bạn trai thì ghét bỏ cô, vì ai cũng bị cô chê bai. Thế nên trời ơi, ăn cái gì mà cao quá vậy? Dạ, cao thì tốt chứ cô, cao khỏe mạnh mà, gầy đẹp mà cô. Mỏi cổ lắm. Sao cô? Lùng quá. Sao mập dữ vậy? Béo lắm, ụt ịt dữ lắm. Không được. Vì quá kén chọn, đến tuổi cập kê đã lâu, cô gái vẫn chưa tìm được đám nào vừa ý. Tuy nhiên, cũng tới lúc cô kén được chồng. Mời mình dùng nước. Cảm ơn mình. Mình có mệt không? Có đau nhất ở đâu không mình? Em đau ở đây nè mình. À. Dạ, trái cây mới hái ngoài vườn. Em mời cô cậu dùng. Cảm ơn con. Mình, dùng trái cây nha mình. Mày nghĩ làm được rồi đó. Sao vậy cô? Cô có lỗi lầm gì? Sao cô không dạy? Cái thứ con gái lẳng lơ như mày, trước mặt vợ người ta mà mày còn dám bóc hốt. Nói chi, nếu ta không có ở nhà thì mày còn làm tới cái gì nữa? Mình, tôi lỡ tay chứ đâu phải người ta. Mình sao vậy? Tôi không cần biết. Thà đuổi lầm còn hơn là bỏ sót. Không nó thì mình đâu biết có ngày sanh chuyện. Mình nói cũng phải nể tôi chứ. Chẳng lẽ tôi là thứ bậy bạ như vậy sao?
thôi mình tha cho người ta để người ta còn đi làm nữa. Không tha gì hết, mày đi đi. Mình bóp da cho em đi mình. Ừ. Trong cuộc sống hàng ngày, Hường tỏ ra ích kỷ, chỉ biết tới bản thân mình, khiến chồng cô càng lúc càng ngỡ ngàng. Mấy con gà quỷ dám qua vườn nhà bà hả? Từ nay về sau, nếu gà bên đó mà qua vườn bên đây là tôi giết sạch hết. Chuyện gì vậy mình? Trời đất, gà qua nhà mình sao không đuổi? Chọi chết như vậy người ta đền rồi sao? Đứa nào dám qua đây bắt đền, em cho lên quan. Hử? Nuôi gà mà không cho ăn, cứ qua vườn nhà người ta mà mổ hết rau à, ai mà chịu nổi. Nhưng mà mình không thấy tội sao? Bên hàng xóm người ta cũng tốt với mình, mà nhà người ta nghèo nữa, nuôi mấy con gà mừng sắp tới ngày người ta mang ra chợ bán. Vậy mà mình... Kệ nó chứ, mình lo cho cái vườn của mình còn chưa xong, mấy luống rau nhà mình ăn hết rồi kìa. Chậu đâu có ăn thua. Em á, em phải đặt bả thì mới hạ gục hết được cái đàn này đó. Hả? Trời ơi, em thiệt là... Thôi, mình mang đi chôn thôi. Không, mình để đó cho em. Thưa cô cậu, tôi làm cỏ ngoài vườn xong rồi cậu. Ừ. Xong rồi phải không? Xong rồi thì cầm mấy con gà này về mà làm ăn đi. Hả? Mới chết còn ấm, bỏ uổng lắm. Nhớ là bỏ mề ruột đi cho nó sạch. Trời, Minh. Coi như tôi trả công làm vườn hôm nay. Dạ, nhiều quá. Mấy đứa nhỏ nhà tôi á, lâu rồi không có biết thịt cá là gì. Cảm ơn cô. Để mai á, tôi làm hết đám đủ sau nhà, khỏi công cái gì nữa. Ừ, vậy là biết điều đó. Về làm liền ăn đi. Dạ, cảm ơn cô cậu. Tôi xin phép. Mình ơi, lỡ người ta ăn vô người ta bị độc chết thì sao? Mình phạm tội giết người đó. Mình cứ lo hảo, chết sao được mà chết. Tụi nó đói khát, cái thứ gì mà nó không ăn. Vậy mà nó có chết bao giờ đâu. Anh thấy không, mình rất là thông minh. Một công đôi việc nữa, vừa bẫy gà vừa trả công cho người ta. Mình phải nhanh lẹ như vậy chứ. Cùng với tính ích kỷ, thói ghen tuông vô độ của Hường cũng càng ngày càng tăng, khiến ông chồng ngạt thở. Anh ơi, anh hai thấy trong người sao rồi? Cũng đỡ rồi. Anh hai, uống miếng nước đi. Anh hai thấy đỡ nhiều chưa? Anh hai nằm nghỉ nha. Để em đi mua miếng cháo về cho anh hai ăn. Trời ơi, bữa nay đi chợ muốn mua mấy con cá, cá chép á. À, không có gì hết trơn á. Trời ơi, không có sao? Nhanh 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 nhanh. Nhiều lắm. Vậy hả? Sao ông qua nhà ông Năm đó? Nhà ông Năm có ao cá mà làm sao đó. Ủa vậy hả? Ừ. Rồi tôi có biết đâu. Trời ơi, đi. Trời ơi bà Tám. Gì? Bà có chắc là ổng đi không? Ổng có nói với tôi á là ổng đi thăm người anh của ổng. Mà tại sao là bà nói ổng đi cái đó? Vậy mà tin được á hả? Cái đó chỉ là cái cớ thôi. Làm gì anh em thương yêu nhau dữ vậy? Trời ơi. Vậy cũng tin được nữa. Trời ơi, không lẽ. Nè, bà cậu tôi nói có đúng không nha? À, bây giờ bắt đầu quẹo vô quán con Lan Cục nè. Trời đất ơi. Đi. Không lẽ qua mặt tôi, trời trước với tôi nè. Đó, thấy chưa? Tôi nói đâu có sai đâu, thấy không? Ông làm gì ở đó vậy trời? Nè nè nè, coi nè. Ông móc tiền ra nè. Đó, rõ ràng không? Thánh thần ơi,
Hồi xưa tới giờ tay hộp chìa khóa là tôi giữ hết trơn rồi. Tiền ở đâu mà ông lấy đem cho gái vậy trời? Ai biết. Mà phải chi gái lành lặn, chi gái sức tai gãi gọng mà ông cũng mê nữa là sao trời? Khờ quá. Sức tai gãi gọng chỗ này nhưng mà lành chỗ khác. Hả? Trời ơi. Trời chứ. Chưa. Bà làm gì hấp ta hấp tấp dữ vậy? Đó. Nè. Coi nè. Hai người bắt đầu dắt tay vô bếp nè. Đó. Thấy không? Tôi nói mà. Trời dám hả? Thấy không? Khoan. Bữa nay là chồng nó đi lên tỉnh lấy hàng, mua hàng cái gì đó. Đúng rồi. Mà bây giờ ổng với nó dắt tay vô bếp làm cái gì? Cái gì? Trời đất ơi. Đây nè đó. Hôm qua cũng ngay cái khúc này, tôi phải đi về tôi nấu cơm cho chồng tôi ăn. Bởi vậy cho nên tôi không có coi được hai người dắt tay vô bếp làm cái gì. Trời ơi. Hai người dắt tay vô bếp làm cái gì? Đúng rồi đó. Còn hai người vô trọng làm cái gì? Một nam một nữ. Trời, phải hôm qua tôi rình tiếp là tôi biết vô bếp làm cái gì rồi. Trời đất ơi. Bích quá đi. Nè. Trời chết ơi tôi. Đàn bà gì mà nóng tính thấy sợ hả? Nói mấy câu cái tự nhiên A Phạm Phù chạy vô đó liền hả? Hai người làm cái trò gì vậy? Nè. Tôi không thích ba mặt một lời đâu nghe. Bà làm cái trò gì vậy? Vậy chứ ông làm gì ở đây? Trời ơi, thiệt tình khổ ghê vậy đó. Tôi á, nhờ bà nấu cơm cho anh hai tôi. Bà không chịu nấu, cho nên tôi mới nhờ chị nấu nè. Thì... Ủa? Sao ảnh nói chị bận, không nấu cháo được, nên ảnh mới nhờ tôi nấu giùm. Thiếu gì người sao ông không nhờ, mà ông đi nhờ con nhỏ này. Nếu mua cháo thì ông đứng ở ngoài, trong vô đó làm cái gì? Bà không thấy tay chân người ta tật nguyền như vậy sao? Nồi cháo lớn như vậy bưng một tay sao được? Còn bà vừa phải thôi nha. Anh hai tôi bệnh, lẽ ra bà phải là người nấu cháo, không đợi tôi đi mua kiểu này đâu. Không biết mắc cỡ mà còn bày đặt. Cảm ơn chị. Dạ. Anh tôi cũng đỡ nhiều rồi. Ngày mai tôi nhờ chị nấu giùm nồi cơm với canh chua cá kho nha. Anh hỏi coi chị có nấu được không? Nếu mà chị nấu được thì tôi khỏi. Nhưng mà nếu chị bận thì tôi nấu giùm, không lấy tiền công đâu. Lối sớm, tối lửa tắt đèn có nhau mà. Còn bà nữa, lo vậy nấu cơm nấu nước đi. Ở đó mà nói sằng, mắc cỡ quá. Còn chị Tám nữa, ở đây làm gì? Sao không về lo cho chồng con đi? Xúi vợ tôi tới đây làm chi? Nhiều chuyện quá. Cái ông này. Trời ơi, bà thấy chưa? Bà làm ông chửi tôi rồi đó. Cái gì? Cái gì vậy? Cái gì ra đây? Mà lôi tôi hoài vậy? Tôi không tin là hai người đó không có cái gì với nhau. Ngày hôm nay tôi không bắt được quả tay tôi tức lắm bà biết không? Thì rành ra đó rồi, còn cháu gì nữa? Bà nói vậy là sao? Thì bà mới nói đó, tối lửa tắt đèn có nhau. Cái câu đó có cái gì đâu mà rõ ràng chứ không rõ ràng. Trời ơi, không ngờ bà khờ ghê á. Tối lửa tắt đèn có nhau, một nam một nữ ở trong bếp làm cái gì? À, tôi hiểu rồi. Trời ơi, đàn ông đàn bà tối lửa tắt đèn. Hiểu hả? Trời ơi, hiểu rồi sao không hiểu? Hiểu sao nói tôi nghe coi. Thì tối lửa tắt đèn nấu cháo. Trời ơi, tôi chịu thua bà luôn á. Ý bà sao bà nói đại đi, mệt quá. Nghe tôi giải thích nè. Tối lửa tắt đèn. Đàn ông nè, đàn bà nè, giúp nhau. Hiểu không? Trời ơi, sao tôi ngu quá vậy trời? Đó. Cái đồ dân phu với phụ đó. Đó. Tôi phải vô cho nó bài học. Nè. Sao? Đi đâu vậy? Bằng chứng đâu? Không lấy được bằng chứng thì làm sao mà nói với ổng? Cũng phải. Bây giờ vậy đi, tôi với bà đi về. Ngày mai thế nào ổng cũng đem ổng trả cái nồi. Đúng rồi, đem trả cái lúc nồi. Đó, ổng đi vô bếp, mình đi theo mình rinh. Mình bắt tại trận. Quả tan. Không chối nữa. Đúng rồi, mình có bằng chứng luôn. Vậy đi, đi về. Vậy đi. Ngày mai bà mà có bằng chứng là mày chết với bà nghe con. Ê bà Tám, đợi tôi với. Ông tới. Chị Tư ơi, có ở nhà không?
Trời ơi! Giang Diếu, hả? Em làm cái gì vậy hả? Đánh ghen chứ làm cái gì? Trời ơi! Ủa, anh Tư? Trời ơi, chị làm gì? Chị quánh tôi đau quá vậy chị Hương? Ủa, anh Tư? Anh về hồi nào vậy anh Tư? Dạ, tôi mới về. Lâu quá, tôi không gặp anh Hiến. Rủ anh qua nhậu thôi. Mà có chuyện gì mình? Mai mốt chị từ từ nói. Đừng có nóng quá như vậy. Chứ không lẽ chị nghĩ anh Hiến và vợ tôi có chuyện gì sao? Trời ơi, bây giờ mà đất có nứt ra, tôi chui xuống liền. Bà vừa lòng bà chưa? Nhục nhã quá mà. Bây giờ tôi giao cái nhà đó cho bà. Bà muốn làm gì thì làm. Bao nhiêu năm nay tôi chung sống với bà, bà ghen bóng ghen gió, tôi chịu đựng quá đủ rồi. Tôi đi cho bà vừa lòng. Tôi đi đây. Anh Hiến. Anh Hiến à. Có giỏi á thì đi luôn đi nha, đừng có quay về nhà này nữa. Thử coi, đi được mấy ngày rồi quay về. Tại bà không đó. Ai biết. Trời ơi, hơn 10 ngày rồi mà vẫn chưa chịu về nữa. Phải rồi, đi luôn đi. Đừng giác cái mặt gì đây nữa. Tôi không cần đâu. Đồ cái thứ đàn ông tồi bại. Trời ơi, sao tôi khổ dữ vậy nè trời. Trời, tôi ăn ở hiền lành dữ quá mà. Tôi đâu làm gì ác nhân thức đất đâu. Sao tôi khổ dữ vậy nè trời. Gì vậy? Sao mà khóc? Ông chồng tôi cũng bỏ tôi đi luôn rồi kìa. Bởi vậy sao? Tội nhiều chuyện. Phải rồi, bà nhiều chuyện quá trời quá đất luôn mà. Mà thôi thay kệ ổng đi. Bây giờ khóc ổng có về được đâu. Cứ sống vui vẻ đi. Với lại tôi nghĩ không có đàn ông mình cũng đâu có chết đâu. Nhưng mà bà còn có con có cái. Còn tôi á, suốt ngày tôi thủi con mình à. Buồn lắm. Chắc lần này tôi đi tu thiệt quá. Trời ơi, đi tu hả? Rồi chùa nào chứa bà? Cái gì? Bà nói cái gì? Không, ý của tôi là tu á là phải nhẫn nại, là phải từ bi lắm kìa. Cái gì mà tươm tướp dữ như chằn. Chị có nước tu hú. Cái này tôi nói thiệt tình nha, không có thêm thắt đâu á. Bà, ai nói với bà là tôi không chịu nhẫn nại? Trừ khi có ai chọc tôi á. Chứ bà không thấy hả? Bộ tôi không từ bi hơn bà thì sao? Thôi, cho tôi xin đi. Tôi á là không có tham sân si. Bà còn trần tục lắm. Tôi á, bây giờ chồng cũng không có, con cũng không. Lối xóm á thì không chơi với ai. Còn gì đâu nữa mà sân si. Tôi nói thiệt với bà, tôi đi tu là hợp nhất. Chà, tôi mà tu thành tiên thành Phật rồi hả, tôi sẽ dặn cổ hết mấy cái thằng nào mà bỏ tôi. Dặn cổ trời hết ơi. Mấy cái con nào mà nói xấu tôi. Trời đất ơi, mồ Phật. Phật nào mà chứng giám cho bà không biết nữa. Thôi, bà đi về đi. Cũng tại bà xúi biểu tôi mà chồng tôi nó mới bỏ tôi vậy đó. Nè, đã vậy xong rồi bà còn nói xấu tôi khắp làng khắp xóm. Bà tưởng tôi không biết hả? Thì đúng là đời bạc như vôi mà. Ngày mai tôi bán cái nhà này nè, tôi lên chùa tôi tu, tôi khỏi chơi với ai hết. Khỏi chơi thì khỏi chơi, nhưng mà tôi nói chị nghe nè,
chị nói cái xóm này không ai tốt với chị đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì chị đâu có tốt với ai đâu. Hả? Chị ỷ chị giàu có, chị khinh hết thảy mọi người, ai chị cũng chửi, chị mắng. Chưa hết đâu nghe, đàn bà mà từ 16 tuổi trở lên á, là chị cho vô diện tình nghi là sắp giật chồng của chị tới nơi hết à. Chị á, đàn ông đàn bà gì cũng ghét hết trơn á. Chị có ông Hiến á, ổng hiền lành, ổng nhịn nhục chị, ổng còn chịu không nổi nữa, ai chịu nổi chị. Thôi làm ơn giùm tôi một cái nha, đừng có tu cũng thành chánh quả đâu. Dẹp đi, mà đi về đi, mà đi ra khỏi nhà tôi. Đồ cái thứ quỷ thứ yêu gì đâu không à, mà chống mắt lên mà coi tôi tu nè, tôi sẽ thành chánh quả. Đi tu vì thất chí, vậy mà lại còn muốn thách đấu với người khác. Ngài thấy làm sao? Liệu tính nữ này có hy vọng gì không? Cái đó còn tùy. Bởi vì con đường tu hành nó có nhiều khổ hạnh, khó khăn lắm. Nhưng mà nếu ai trì chí, ắt sẽ có kết quả. Chắc phải còn thử thách nhiều đây. Hơn khổ sai nữa. Ở nhà có bao giờ mình làm mấy cái chuyện này đâu, toàn là ông làm hết à. Mà cái sân rộng thênh thang kiểu này nữa, mà ngày nào cũng bắt mình tôi quét à. Chắc tôi chết quá trời ơi. Sao tôi khổ dữ vậy nè trời ơi. Cô Diệu Hạnh. Hả? Cô quét lẹ đi, còn đi vô trong kia phụ rửa chén nữa kìa. Trong kia đang thiếu người đó. Dạ thưa cô. Lẹ lên đó nha. Được cái tôi lo hơn mình thôi, chứ tuổi tác mà con tôi là cùng. Mày đặt rồi, bể luôn rồi. Chết rồi. Cái cây này sao bà quý lắm á. Cái cây này mà chết là mình chết luôn á. Trời ơi, bây giờ tụi mình biết phải làm sao đây. Trời ơi, ai làm đây? Cái cây này mà chết là sư bà la chết luôn á. Hai cái đứa này, người ta đang quét sân à, lù lù đâm sầm vô. Sư cô đụng vô tụi con trước chứ bộ. Đúng rồi. Tự nhiên sư cô á quét ào ào, đụng vô hai tụi con rồi cái bình nó mới rớt. Hai cái đứa này đi tu mà còn lương lẹo nữa hả? Nó không thành có. Tới khi nào mới khá nổi hả? Hả? Tụi con đâu có lương lẹo đâu. Đúng mà. Thôi lỡ rồi, lại xin lỗi sư cô đi rồi đỡ cây lên. Xin lỗi đi lẹ lên. Nhưng không phải tụi con thiệt mà. Trời, không xin lỗi mà còn đứng ngoan cố nữa hả? Mà xin lỗi đi, lẹ lên. Con xin lỗi sư cô. Phải vậy mới được chứ. Thôi dọn đi anh. Trời ơi, cái chậu này nó bể rồi, chắc mình bị ăn đòn luôn quá. Lụm đi, đứng đó làm gì nữa. Lụm cho sạch sẽ nghe chưa. Dạ. Lụm cho kỹ nghe chưa. Dạ. Ê, đi đâu à? Đi đâu à? Lại biểu. Biểu. Có lỗi là phải biết sửa lỗi, biết chưa? Đưa tay mượn coi. Đưa tay ra. Quét hết cái sân này giùm nha. Sao mới được ăn cơm. Quét nổi. Ha? Tụi con đâu có làm đâu mà tụi con quét. Không quét nổi, đó là chuyện của tụi bay. Ha? Bây giờ thử quét đi, quét xong mới được ăn cơm. Làm biến lem bèm tàu mét sư cô. Làm đi. Dạ, nhìn gì. Dạ.
Ta nói trong cái ruộng nó có cái ma dễ sợ luôn. Tự nhiên có hai thằng nãy làm gì mình, quét hết cái sân đi. Còn phần mình vô ăn cơm. Ngài thấy như sao? Đã tới chùa đó mà còn lá mặt lá trái, lợi dụng người khác có vẻ khó à. Thì cứ tu hành lâu ngày rồi sẽ hiểu mà. Cứ kiên nhẫn, kiên nhẫn. Dạ thưa sư cô, lễ vật lúc nãy con đem qua chỉ là một ít trái cây với lại có mấy thỏi vàng thôi. Nhờ sư cô chỉ dẫn, con về làm theo, cho nên việc buôn bán cũng thuận lợi. Sau này khi con đem lễ vật tới, sư cô cứ việc nhận. Sư cô đừng có ngại gì hết. Thôi, có gì đâu mà ơn với nghĩa. Đó là cái phước của nhà chị thôi. Khách thập phương tới đây dâng lễ vật rất nhiều. Dạ. Ngoài vàng bạc ra còn có củ ngon vật lạ nữa. Nhưng mà nếu có việc gì cần, chị cứ lên đây, sư sẽ ưu tiên tiếp chị trước. Dạ. Dạ con cảm ơn sư cô. Thưa sư cô con về. Sư cô, sư cô ơi sư cô. Dạ thưa sư, con đến đây nhờ sư chỉ giúp giùm con một chuyện. Chuyện gì? Dạ, nhà con có một mụn con gái, cứ bệnh lên bệnh xuống hoài mà con không biết bệnh gì. Nhờ sư cô chỉ giúp giùm con cách dâng lễ cúng Phật cho con của con bớt bệnh, với nói giùm với thầy Lan cho con của con được đến đây trị bệnh. Tại vì nhà con nghèo quá, không có tiền trả cho thầy ấy. Nếu được á, sư cô nói giùm con đòi ơn sư cô nhiều lắm. Người ta trèo đèo lội suối, cực khổ quá mà, đâu có ai mà làm công không như vậy. Tôi không nói được đâu. Sư cô, nhờ cô nói giùm con đi cô. Cô giúp giùm con đi cô. Thôi tôi bận lắm, đừng có bao giờ tới đây làm phiền người ta nữa nha. Sư cô. Trời. Nè, ông thấy sao? Hết chịu nổi rồi. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Sao mà cô tu lâu quá rồi, kinh nào có cũng thuộc. Khổ hạnh của kiếp tu hành cô cũng đã trải qua rồi, vậy mà sao cô vẫn chưa thành chánh quả? Giờ cô phải làm sao? Hay là mình đi Tây Trúc một phen để hỏi chư Phật cho ra lẽ, sao mình tu lâu quá mà chưa có đắc đạo. Đường đi xa thiệt, nhưng mà nhất định phải đi. Chớ tu hoài mà không chứng ngộ, con Tám nó cười thúi đầu. Thôi mình phải đi thôi. Thank you.
Mệt quá, khát quá, chắc chết quá. Sao đi hoài mà không thấy cái nhà nào hết? Phật bà ơi cứu con. Phật độ cho mình rồi. Ngôi nhà. Sư bà tỉnh rồi. Sư bà tỉnh rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là đâu? Ta đang ở đâu đây? Dạ, đây là chân núi Thiên Sơn. Sư bà đi đến đây thì ngất xỉu. Mẹ con tôi đưa sư bà vô nhà. Mô Phật, cảm ơn thí chủ. Sư bà còn yếu lắm, cứ nằm nghỉ đi. Con đang nấu cháo trong nhà, lát nữa sư bà dùng cho khỏe. Thiện tai, thiện tai. Cho bận ni hỏi, từ đây tới Thiên Trúc còn bao xa? Sư bà định đi đến tận đất Phật sao? Ừ. Còn xa lắm, con sợ sư bà yếu như vậy khó lòng đi tới nổi. Sư bà đến đất Phật để làm gì vậy? Ta tu hành đã lâu, lào thông kinh kệ mà chưa thành chánh quả. Ta muốn đi tìm chư Phật để hỏi tại sao ta phải làm gì Phật mới cho đắc đạo. Mô Phật, sư bà tu tập lâu năm vậy mà còn khó. Mẹ con chỉ là thảo dân ở chốn quê mùa, chỉ biết tu tại gia đọc kinh niệm Phật, chắc không bao giờ đắc đạo nổi. Mẹ ơi, hay là sẵn dịp này á, mẹ con mình xin sư bà đi theo lên Thiên Trúc nha mẹ. Mình đỡ đần cho sư bà, biết đâu mình được Phật độ thì sao. À, con nói đúng đó. Mẹ con mình ở nơi hẻo lánh này, ngày ngày chẳng giúp ích được gì cho ai, chỉ bằng đi theo chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho sư bà cũng là công quả. Mẹ chẳng mong được đắc đạo, chỉ còn mong đến được Thiên Trúc hầu hạ chư Phật cũng là mãn nguyện lắm rồi. Sư bà cho phép mẹ con đi theo được chứ? Đường xa mà hiểm trở bất trắc lắm đó, hai mẹ con phải suy nghĩ cho kỹ đi nha. Vậy là quyết luôn. Để con dọn cơm mời sư bà nghe. Dạ. Đi con. Dạ. Chuông Khánh mà còn chẳng ăn ai nữa, huống hồ là mảnh chỉnh dứt ngoài bờ tre. Ta đây tu hành hơn 10 năm trời mà còn chưa được gì. Mẹ con nhận lấy bày đặt đòi thành Phật còn lâu. Mình cứ cho tụi nó theo hầu hạ, chứ cái ngữ này hy vọng gì. Mẹ con bà đi lẹ đi. Đi cái gì mà chậm như rùa vậy? Dạ con biết. Dạ. Rồi. Nhanh lên con. Dạ. Lẹ đi. Dạ dạ.
kiên tâm trì trí, tìm đường giải thoát. Vậy mà không biết một điều đơn giản là Phật tự tâm, con người là hay lầm lẫn. Vô chùa là ăn chay niệm Phật, phải lào thông kinh kệ thì mới sớm thành Phật. Thì bây giờ có ba người để chúng ta xem xét. Cứ để thử coi ai sẽ thành chánh quả. Dạ. Con ơi. Dạ ông cụ ơi, con có gì con không? Dạ ông cụ biết sao vậy? Ta mệt quá, ta sắp chết khát rồi. Con cho ta xin miếng nước được không? Ông cụ có cái gì đựng nước không? Chứ con không có. Ta có. Con cho ta xin một chén nước đi. Dạ được. Con cho ta xin chén nữa. Dạ. Thôi con để cho ta. Ông cụ. Ông cụ có sao không vậy ông cụ? Ta xin lỗi. Xin lỗi con, tay chân ta vụng về, ta lúng túng quá. Dạ, không sao đâu ông cụ, để con đi lấy nước lại là được rồi. À, cảm ơn con. Mà chắc là ông đó lắm đúng không? Thôi, ông cụ ngồi đây nha, để con đem nước về, xong rồi con xin mẹ cho ông cụ một chén cơm. Ta cảm ơn con. Ông cụ ngồi đây chờ con nha. Nam mô A Di Đà Phật, Đại Từ Đại Bi Phật. Làm cái gì mà lâu quá vậy? Nấu có nồi cơm mà từ hồi sáng tới giờ chưa xong, vừa đói vừa khát nữa. Mà cái con bé lành nữa, suối ở sát một bên mà nó đi lấy nước ở đâu mà lâu quá trời quá đất vậy? Sư bà ráng chờ chút nữa, hình như là suối hơi xa. Suối xa hay là nó mê chơi, thấy hoa thấy bướm đẹp quá mà. Nếu muốn đi tới với đất Phật, phải dốc lòng dốc sức thì mới nhanh tới được. Chứ như vậy biết chừng nào mới tới. Sư bà yên tâm, con bé lành nó cẩn thận chu đáo lắm, chắc là nó đang về đó. Thịt của ngươi thơm thiệt, ta muốn ăn thịt ngươi. Ta đang đói đây. Con lại ông mà, ông tha cho con đi. Ta nhất định phải ăn thịt ngươi. Ông muốn ăn thịt con cũng được, nhưng ông cho con đem nước về cho sư bà với mẹ con uống đi. Ngươi nói sao? Dạ, ông muốn ăn thịt con cũng được, nhưng cho con đem nước về cho sư bà với mẹ con uống nha. Rồi con hứa con sẽ quay lại nhập mạng cho ông mà. Ngươi nói phải giữ lời đó. Dạ. Nếu như ngươi không quay lại, ta sẽ ăn thịt mẹ ngươi luôn. Thôi, ta cho ngươi đi đó. Dạ. Vậy con cảm ơn ông. Con sao vậy?
Dạ. Ăn đi còn có sức đi đường. Đường còn xa lắm đó. Dạ. Mình còn ăn làm gì? Tí nữa phải đi nộp mạng cho Trần Tinh rồi. Mẹ, lúc nãy con có gặp một ông lão ăn xin á. Ông nói lạ luôn á. Con tính xin mẹ cho một chén cơm. Được không mẹ? Nè, chuyện của mình sao không lo, đi là chuyện của người khác. Lương thực mang theo ăn không có đủ đâu nha. Con sao vậy? Sư cô đâu có ý la rầy gì con đâu. Cái gì vậy trời? Tôi nói có một câu, bộ không đúng sao ngồi khóc. Dạ, con phải khóc vì chuyện đó. Chứ con có chuyện gì nói mẹ nghe coi. Có chuyện gì mà con khóc vậy? Mẹ ơi, con sắp chết rồi. Ai nói vậy? Hồi nãy con có gặp một ông chàng. Ông nô ăn thịt con á. Nhưng mà con xin ổng đem nước chè cho mẹ sư bà uống. Giờ con mới đi gặp ổng rồi. Không được, con không được đi đâu hết á. Nếu mà con không đi á thì ổng ăn thịt mẹ sư bà luôn thì sao? Hả? Thôi mẹ sư bà để con đi đi. Nếu có kiếp sau á thì mẹ con mình sẽ gặp nhau mà. Không, con không được đi đâu hết á. Sư cô ơi, sư cô đi với nó ra gặp ông chàng được không? Sư cô nói giúp giùm một tiếng. Con bé đang cùng sư cô đi đến đất Phật, xin ông hãy tha cho nó. Sao mà được? Đã gọi là chàng á thì nó đâu có phân biệt được Phật với trời. Ta mà tới đó lỡ ăn thịt ta luôn sao? Sư cô ơi, tôi xin sư cô đó. Sư cô nói được mà. Xin tha cho con bé. Con bé nó ngoan hiền như vậy đó. Sư cô ơi, sư cô nói giùm đi sư cô. Tôi xin sư cô mà. Sư cô. Thôi, bà cứ coi như đó là cái nghiệp của nó. Biết đâu nó bị ăn thịt xong qua bên kia nó nhập niết bàn sao? Sư cô ơi, con lại sư cô mà. Sư cô giúp giùm đi sư cô ơi. Sư cô. Bà có muốn chết cả lũ không? Tới giờ đi rồi, đi đi. Sư cô ơi. Thôi mẹ ơi, mẹ để con đi đi. Đi. Mẹ sư bà ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Đi thôi sư bà ăn đi. Đi. Lẹ lên. Tới giờ rồi. Mẹ đi với con. Cho mẹ với Lành ơi. Chết rồi. Giờ có mình sao ta? Xin Phật hiểu cho con. Con đang lo chịu Phật sự, cho nên không thể gặp con chàng Tinh được. Lỡ nó ăn thịt con sao? Chắc gì con gặp mà nó chịu tha cho con bé. Cầu cho nó được siêu thoát. Sư cô. Sư bà ơi. Sư cô. Sư cô ơi. Sư bà. Thoát rồi sư cô ơi. Vậy đúng rồi, thoát rồi sư bà. Sao mà thoát? Trời ơi, hai người mà trốn á là con chàng nó bắt ăn thịt cả ba luôn đó. Dạ không phải, ông chàng ông thử lòng con bé thôi, thấy nó hiền lành giữ lời hứa nên ông tha cho nó. Có thiệt vậy không? Dạ thiệt. Dạ đúng mà. Lúc mà đi á, ông chàng còn dặn con là đi đường cẩn thận nữa. Dạ con thấy á, ông hiền như Bồ Tát vậy sư bà. Thôi mẹ con mình dọn dẹp đi, đang còn lên đường nữa con. Dạ. Bồ Tát? Có khi nào là Bồ Tát giả dạng thử nó? Mẹ con nhà này ăn ở giả bộ hiền lành giỏi quá, không khéo chư Phật bị lừa lại cho họ thành Phật trước ta thì chết. Bọn nghèo đói này mà làm sao đắc đạo? Như vậy thì nhục cho thiền môn quá. Sắp tới Tây Trúc rồi, phải nghĩ cách cản chúng mới được.
còn sông ở ngay đây mà hồi nãy mình đi lấy nước cả buổi mày mới về. Giờ mới biết, hiểu rồi ha. Ủa, sao kỳ vậy ta? Mới nãy á, con đi lâu lắm mới tới. Chứ lại cái dòng suối này, nó nhỏ lắm chứ nó đâu có lớn như vậy đâu. Ừ, lạ ghê vậy đó. Con nói thiệt mà. Không lẽ, sư bà ơi, có khi nào xuôi theo dòng suối này qua bên kia là Đức Phật? Đức Phật? Hả? Mình tới Đức Phật rồi sao? Trời ơi, vậy còn chần chờ gì nữa? Mẹ con bà nhanh đi chặt cây làm bè cho tôi. Nhanh lên. Còn đứng đó làm cái gì nữa? Đi, dạ, đi nhanh lên. Dạ. Đi, 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 đi. Trời ơi, sắp đến Đức Phật rồi. Nhanh lên coi. Dạng tay lên con. Dạ. Ráng lên. Dạ. Mình không có cần chống nữa. Chắc là sư bà được Phật độ rồi đó. Phật độ mình là chắc rồi, nhưng không lẽ hai mẹ con chẳng tu ngày nào mà cũng được ăn theo sao? Thiệt là vô lý quá. Rồi, nhanh lên, chóng nhanh lên. Nhanh nữa lên. Phải chi gió thổi ngược lại cho hai mẹ con này trôi ngược qua bên kia, hoặc là lật bè luôn thì càng tốt. Đúng là Đất Phật rồi. Hai người có thấy cây cổ thụ phía trước không? Dạ, dạ con thấy. Đó là cây quá kiếp. Hai người có biết, theo như ta đọc trong kinh sách, chỉ cần leo lên cây này, niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, rồi cắm đầu nhảy xuống, rũ bỏ sát phạm, tức khắc sẽ thành Phật. Ồ, vậy thì hay quá. Phải. Con xin nhường sư bà lên trước. Hả? Dạ. Không, ta là người tu, tới được đây đương nhiên là Phật phải độ rồi. Thôi, tôi nhường cho hai mẹ con bà lên trước. Dạ, con cảm ơn sư bà. Không có gì. Vậy, lên. Hai mẹ con lên. Lên trước đi con. Dạ. Lên đi Phật độ đó. Dạ. Lên đi con. Cẩn thận nha mẹ. Leo nữa đi, cao lên nữa đi. Ừ, cao lên. Lên chút nữa, càng cao càng tốt. Dạ. Đúng rồi, lên đi. Lên đi. Đứng lên con. Được chứ sư bà. Đó đó đó, ở trên đó có càng cao hơn nữa đó con. Leo lên đi con. Dạ dạ. Lẹ lên con. Được rồi, bây giờ hai mẹ con chắp tay lại, niệm Nam Mô câu thần chú 3 lần, rồi cắm đầu xuống đất, Phật độ hai mẹ con bà liền đó. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Mình nhảy được chưa mẹ?
Sao mình không rơi xuống vậy con? Ủa, hai ông là... Rồi sẽ biết. Khá khen hai con có lòng từ bi. Ta sẽ đưa hai con gặp Đức Phật. Theo ta. Dạ. Trời đất, ta nói xạo mà hóa ra là thật sao? Không lẽ hai mẹ con nó được độ thiệt rồi? Trời ơi, sao ngu quá vậy trời? Phải biết vậy là mình nhảy trước là được rồi. Ủa, mà trong sách vở đâu có nói chuyện này. Mà mình nói xạo, mà tại sao mẹ con nó lại được? Thì ra là lời của mình linh quá mà. Mà mình không biết. Chắc là tại vì mình tu luyện lâu năm quá, cho nên trình độ thượng thừa. Trời đất ơi, ta nói biết chắc được vậy mà mình cũng không ngờ. Hai kẻ tầm thường hơn mình mà được Phật rước. Còn mình chắc được cái ghế cao lắm đây. Trời, sao nãy đứng dưới không thấy gì hết trơn. Mà lên đây thấy cao quá vậy trời. Nam mô, Nam mô. Trời, trời ghê quá. Không biết có nhảy được không trời. Trời, mà không nhảy sao thành Phật được. Nam mô Di Đà Phật. Ủa, chưa nhảy nữa hả? Trời. Nam mô Di Đà Phật, con nhảy à. Nhảy thiệt á. Đáng tiếc cho bà. Đeo bộ mặt từ bi và lòng hiểm độc, chết bị biến thành bình voi, bị người đời móc ruột hằng ngày là vậy đó. Lại bà đi lại, con tật nguyền mù lò, xin vài đồng ăn cơm. Tội nghiệp quá, cho chú một đồng nè. Cảm ơn, cảm ơn. Mẻ kho cũ người ta bỏ đi rồi, dơ lắm đó. Tôi cho mấy đồng nè, mua cái mẻ kho mới. Dạ, đa tạ ông. Tôi tật nguyền mù lòa, có cơm ăn là may mắn lắm rồi. Đó, mua mới xài đi. Dạ, đa tạ ông. Lại ông đi qua, lại bà đi lại, con tật nguyền mù lòa, cho con vài đồng ăn cơm. Gì mà tội dữ vậy? Cho ổng vài đồng đi. Ừ. Tội quá à. Đa tạ. Trời ơi, người gì đâu mà khổ dữ vậy trời. Thôi nè, đa tạ. Mua gì ăn đi. Lại ông đi qua, lại bà đi lại, con tật nguyền mù lòa, xin vài đồng ăn cơm. Ha ha ha.
Bữa nay đi làm được không? Làm gì về mặt bí xị vậy? Đi làm về mệt muốn chết, không múc cho miếng nước uống mà hổ hoài à. Trời ơi, uống nước chứ gì. Sao không nói? Đây nè, uống cho hết đi. Rồi sao? Rồi sao kể tôi nghe coi. Sao tôi hỏi không trả lời gì hết vậy? Ủa? Trời 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 trời. Nè nè, tự nhiên em cũ nợ nên về làm gì vậy? Nhờ có nó mới có được mớ đó. Sao? Thời buổi này khó khăn, càng ngày phải nghĩ ra những trò mới thì mới gom được tiền của thiên hạ, có thêm món, đâu phải mua một món. À, bữa nay làm ăn cũng khá quá ha. Trời ơi, tiền nhiều như vậy mà ngày nào tôi cũng đếm, chắc mai mốt tôi bị mục xương sống quá. Có tiền này á mà cũng than được. Ông, nói nghe nè, hay là tôi thấy á, hai vợ chồng mình cực nhọc, bị gậy nhục bao nhiêu năm nay rồi, không ấy mình giải nghệ đi. Chưa đâu. Ông lấy mấy cái số tiền ông giấu đó, ông đem ra mua nhà, sắm ruộng đất, rồi mình sống an nhàn luôn đó. Số tôi á, không có tầm thường như vậy đâu. Phải hơn nhiều, lấy lần thiên hạ, dưới một người, mà phải trên một vạn người, mới hả? Dưới một người, mà trên vạn người. Ôi, vậy là tể tướng đó. Ê, 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 ông có bị khùng không vậy? Tự nhiên, ông nghĩ sao? Từ một thằng ăn mày nhảy phóc lên làm tể tướng. Trời ơi, ông nói là tôi mắc cười quá. Bà cười gì vậy? Tôi biết vận mạng của tôi. Bà chờ đó mà coi. Thời gian sắp tới rồi, sắp bắt đầu rồi. Ngay ngày mai tôi lấy hết vàng tiền xuống đây, bà mua hết gạo vô cho tôi. Mua hết gạo? Chị, lúc nãy trên đường về tôi thấy trời bỗng tối sập, nhồi nước kéo đến ào ào, trâu dưới nước lội lên quần nhào chí tử, chắc chắn sẽ có lũ lụt. Với số tiền này ta sẽ mua hết gạo trữ lại, rồi tập trung sẽ đổi đời, sẽ là người giàu. Ta sẽ đổi đời. Hên quá, hên lòng nghĩ xa á, giấu tiền kho gạo đi chỗ khác. Nếu không á, đám ma đói đó xông vô nhà rồi bẻ cổ, dặn hỏng vợ chồng mình, có ngại hả? Chết tôi á. Mà ông ơi, bán đi, gấp trăm lần rồi. Bây giờ thương lái á, cũng lết răng xin, có tiền cũng đâu có ai còn gạo đâu mà mua. Răng dời chút nữa thôi, có gan làm giàu. Bà không nghe ông bà mình nói hả? Tôi á, tôi sợ quá. Chưa bao giờ tôi thấy xác người nó chết đói đầy đường như vậy đó. Tôi sợ muốn gần chết luôn, tôi không dám ra đường luôn đó. Anh Thạch Sùng ơi, có nhà không anh? Ai đó? Ông muốn gì? Tôi nghe nói anh có trữ gạo, xin anh vui lòng nhường cho tôi một ít. Số là bà nhà tôi và hai đứa nhỏ đói quá, tôi sợ qua không có nổi. Mong anh thương tình giúp đỡ. Mua vô để bán, có gì đâu phải thương tình.
Có điều ông biết giá cả rồi chứ? Biết giá cả rồi phải không? Tôi có nghe đồn giá lên gấp trăm lần trước lũ. Nhưng mà bây giờ tôi đồng ý. Cái giá đó là giá để cứu đói, còn để cứu người thì quá rẻ. Tôi đâu có bán gạo để lấy tiền. Ra điều kiện như thế nào thì anh cứ nói. Trong khả năng của tôi thì tôi sẽ... Một đấu gạo, một thau vàng. Chịu giá, mai cứ việc tới đây, bao nhiêu cũng có. Thú thật với anh, tôi cũng có chút đỉnh để hậu sự. Nhưng mà bây giờ mua như vậy á, chỉ vài bữa cơm nữa tôi sạc nghiệp mất anh ơi. Vậy thì thôi, ai ép ông mua. Anh đừng có lợi dụng thiên tài đói kém rồi anh trục lợi bà con, không có bền đâu. Nói một tiếng đi, mua hay là không? Tôi mua. Ôi, cứ nhìn con vàng kìa, chứ này mình giàu to rồi. Thành sùng đã làm là phải thành công. Đã đến lúc giải nghệ, ta thề sẽ không bao giờ quay về cái làng tồi tàn chết tiệt này nữa. Hay quá, đổ hết đi, chạm hết đi. Mày đến với tao, giúp tao kiếm cơm. Nhưng mà bây giờ tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Đổi mới đã tới. Đổi đời, ta sẽ đổi đời. Đổi đời. Tôi sẽ lo những việc lớn ở bên ngoài, còn những việc như thu lúa rẻ, coi sóc ruộng vườn, trâu bò heo gà càng sinh sôi là chuyện của bà. Lo cho cẩn thận, đừng để thất thoát một đồng à. Vợ ông hả mà để thất thoát? Ông á cũng khéo lo. Sổ sách vay lãi mới làm lại hết chưa? Chồng sổ cũ á lo quỷ hết đi, làm lại cho nó trật tự dễ coi một chút. Càng ngày càng nhiều phải biết tính. Tôi biết rồi, vừa mới đặt thiên sổ mới. Ông không cần phải lo. Lo là lo cái đám quân đi đòi nợ kìa, mấy chục đứa bây giờ đâu có đủ đâu. Con nợ của mình bây giờ á là cự phú, thiên hộ, bá hộ, đâu phải là cọ con nữa đâu. Quân đòi nợ của mình á phải dữ dằn thì tụi nó mới sợ. Dạ thưa ông, băng cướp Thảo Khấu xin gặp ạ. Mời vô. Dạ. À quên, sau này cứ để người ta tự nhiên ra vô nghe chưa? Dạ con biết rồi. Dạ, chào ông bà chủ. Đây là người anh em của tôi. À, sau này cứ tự nhiên ra vô, đừng có khách khí nghe chưa? Dạ. Theo lệnh ông chủ, tôi đã tuyển thêm 3 đội nữa, đang tập huấn luyện võ thuật và kỹ năng dùng vũ khí. Tốt, khi nào chúng thiện nghệ rồi thì hãy giao việc. Mọi chi phí lập thành sổ sách, ta lo. Dạ, tôi biết rồi. Chào ông bà chủ. Nè 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 nè, trời, bữa nam thông lưng với cướp đó sao? Ông không sợ hả? Đụng chuyện nó cứa cổ hai vợ chồng mình chết rồi sao? Coi bộ bà sống với tôi bao nhiêu lâu mà bà không hề hiểu tôi. Mấy chục chiếc thuyền buôn của hiệu buôn nhà mình rong ruổi tứ xứ. Nếu mình không thông lưng với cái tụi cướp á, nó để cho bà làm ăn sao? Cướp cũng là người, cũng phải biết ăn. Đi cướp bữa đực bữa cái, làm sao bằng lộc trời tháng tránh bữa đói bữa no. Hèn chi, bao nhiêu thuyền đi đều bị cướp, còn thuyền của mình đi á không bị gì đâu. Đâu chỉ có vậy, giờ mình nuôi nó cướp được cái gì nó phải chia lại cho mình. Ngoài những thứ quý lạ mình muốn mua, nó phải bán lại cho mình. Rốt cuộc những cái đồ quý lạ chỉ hàng mình mới có, bà không thấy sao? Hồi lấy ông tới vợ, tôi đâu có ngờ ông là gì, nhà chiến lược đại tài giống như vậy. Chưa đâu,
Bây giờ mới là lúc bà mới thấy chồng của bà đây. Chuẩn bị dời nhà lên kinh, rồi bà sẽ thấy tôi ngồi cái chỗ dưới một người mà trên vạn người. Hế? Ủa, ý ông là... Rồi bà sẽ thấy. Hế? Quá trời quá đất luôn á. Tôi không ngờ ông mua được tới chức quận công dữ vậy. Tôi tưởng đâu á, ông mua là mua chức nhỏ nhỏ thôi. Ai ngờ đâu mà mua chức lớn như vậy mà người ta cũng bán nữa hả? Cái gì á mà không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền. Phải rồi. Dạ, bẩm quận công, dạ thần thiếp có cho mời ông quan phụ trách sửa dinh thự cho vua tới rồi đó. Dạ bẩm quận công, dạ phu nhân ạ. Ngươi xây cung điện cho vua hả? Dạ bẩm quận công, dạ chính là hạ quan ạ. Được, bây giờ ngươi nghe đây. Ta thừa sức xây cung điện tráng lệ hơn nhà vua gấp mấy lần. Nhưng thôi, để cho phải phép, ta nhường vua một bậc. Hả? Dạ. Ngươi xây cho ta một cái phủ đệ mà không có bậc dương thân quốc thích nào có được. Dạ bẩm quận công, hạ quan rõ ạ. Dạ hạ quan xin phép cáo từ. Ừ. Ta phải làm như vậy cho ra thế quận công, chứ có thêm bao nhiêu bà thì nàng cũng là chánh thất, chịu không? Ta đang muốn sửa gấp mấy căn phòng ở phía tây cho mát mẻ để nạp thêm thê thiếp. Người kẹt bên quận công Thạch Sùng chừng nào mới xong? Dạ bẩm vương hầu, xin ngài hãy tìm người khác giúp giùm, vì ở bên đó xây không biết chừng nào xong, vì dinh thự bên đó quá lớn à. Làm gì thế nổi. Ta có nghe nói là cái tên này trước khi mua chức là cái tên quận công đó đã mua dinh thự ở ngoài hoàng thành rồi mà. Dạ bẩm vương hậu, ngài quận công ấy nói đó chỉ là nhà tạm để chờ nhậm chức thôi à. Trời. Còn dinh cơ đang xây thì... Thì sao? Dạ bẩm vương hậu, quận công nói chỉ muốn là nhỏ hơn hoàng thành vài ba thước ta thôi à. Còn không thì không có phủ ông hoàng bà chúa nào mà sánh được à. Dạ. Cái tên trọc phú này thật là láo toét. Nó làm như vậy có nghĩa là nó vuốt mặt mà không nể mũi. Nó thừa biết ta là em của đương kim hoàng hậu, vậy mà nó ra vô triều chính, nó gặp ta, nó nhìn cái mặt xong nó bỏ đi luôn, không chào tiếng nào hết. Nói cho người biết, dạ, dưới hoàng cung của vua thì phủ đệ của ta là nhất, phủ đệ của ta là nhất mà thôi. Nó nói vậy chẳng khác nào nó tuyên chiến với ta, đúng không? Dạ bẩm vương hậu, hạ thần đã lỡ lời, xin ngài đừng có nói lại, chứ nếu không con sẽ mang họa vào thân. Để xin ra mắt hoàng tỷ. Dạ bái kiến hoàng hậu. Ta miễn lễ, các ngươi hãy bình thân. Tạ ơn hoàng tỷ. Tạ ơn hoàng hậu. Ngươi đi đi, không còn gì của ngươi nữa. Dạ, hạ thần cáo lui. Dạ. Thiệt là bực mình quá mà. Có chuyện gì mà coi bộ sắc mặt của cậu không được vui vậy? Thiệt là tức chết đi được. Cái thằng quận công mua chức, nó tên là Thạch Sùng đó, nó mới vào cung mà nó láo rồi. Nó biểu thợ xây của triều đình á, xây cho nó một cái dinh thự chỉ nhỏ hơn cái hoàng cung vài thước thôi, tức không? Vậy sao? Có kẻ nhiều tiền dữ vậy à? Nó làm như vậy chẳng khác nào là nó dỗ vô mặt đệ. Nó thừa biết là trong cái đất kinh kỳ này nè, dưới vua là chỉ có đệ thôi. Ai biểu cậu để ý làm gì? Nó xây dinh thự lớn bao nhiêu thì cũng làm gì có thế lực được như cậu mà lo. Thì nó biết vậy nên nó càng quên quan dân giáo. Thiệt, em tức muốn chết luôn. Cái thứ đó hả? Ngu sao á? Cậu làm như cậu giỏi lắm vậy đó. Học hành thì nhát, tính toán thì sai bét, đọc thì ngọng liếu ngọng lo. Không có chị cậu tính, cậu làm được cái gì? Tỷ, tỷ nói quá. Ở đây lính tráng quá trời, nói vậy để mất mặt chứ. Ta không có nói quá đâu. Liệu mà biết mình biết người, ngậm miệng ăn tiền, đừng có hung hăng háo thắng mà lòi cái dốt của mình ra đó. Trời ơi, tỷ về tỷ giỏi, dạy lại mấy thằng thái tử con của tỷ đi. Tối ngày nó lo đá gà,
lo đuôi ngựa, có học hành gì đâu. Tự nhiên qua không giúp ích gì. Giáo huấn đệt. Nè tôi nói nè, cái thằng quận công mua chức đó thiệt là nực cười, không biết gì hết á, ra vẻ tới đây phát biểu linh tinh ngu á, mà còn tỏ ra nguy hiểm chứ. Ờ, nhìn triều đình giờ tôi thấy chán lắm. Ngân khố á thì trống rỗng, còn quan tước á thì giống như là tài nguyên mà đem đi đấu giá vậy đó. Ừ, ờ phải, đúng rồi. Biết rồi á, triều thần á hả, nhìn quanh quẩn toàn á hả một lũ ngu đần. Ừ, không xu nịnh á hả thì cũng sáng kiến linh tinh, không bọn mua quan bán tước thì cũng hạng con ông cháu cha. Đúng rồi, đi thiết triều á hả thì chỉ biết ngậm tâm. Đúng rồi đó. Ờ, không gật á thì cũng há họng gục như lần hú ở nhà vậy. Ừ. Các ông coi dạ, chừng dạ. Cái miệng của các ông đó. Bẩm các quan, chẳng hay các quan có bận rộn gì không? Hà quan xin mời quá bộ tới tham quan tệ xá vừa hoàn tất. Sẵn dịp hạ quan mời bữa cơm, xem như là ra mắt. Ngươi nghĩ đi, ngươi mới xây cái dinh thự lớn hơn ai, chưa gì mà đòi khoe. Dạ bẩm, người đời có câu xấu che tốt khoe, có thứ đẹp thứ tốt muốn khoe là sự thường mà, bẩm quan. Có khoe phải biết mình có cái gì mới lạ mới khoe. Ông không biết ta là ai sao mà đòi ta hạ cố? Dạ bẩm quan âm, quan âm thuộc dòng dõi Dương Tôn, là em ruột của đương kim hoàng hậu. Được, nhưng chẳng hay khi ta và các quan đến, nhà của ông có đủ người để phục dịch không mà đòi mời? Quận công, tại quận công không biết đó thôi, chứ họ Dương ở đây cùng một lúc có khi gần cái chục người hầu hạ, trẻ thì rửa tay, bóp chân, bóp vai, rồi còn dâng nước. Nô tì nhà ta hết thảy đều mặc tơ lụa thượng hạng, mát mẻ. Bọn chúng đông đến nỗi mỗi năm năm hết Tết đến, ta phải mua vài kho lụa mới may đủ quần áo mới cho bọn chúng. Ngươi thấy sao? Dạ bấm, chỉ tốn vài kho lụa vải để may quần áo cho chúng chắc cũng không đông là mấy. Bọn nô tì nhà tôi á thì có lẽ lúa gạo của cả huyện mới đủ cho chúng ăn cả một ngày. Thế ghê dữ rồi. Dư sức hầu hạ cả triều đình chứ không chỉ mấy quan ăn đây. Ăn thua về chuyện đó, ta nói cho người biết, bếp ta nấu nhiều người ăn đến nỗi củi thừa không thể nào nấu được, ta phải mua thêm quế về để nấu, thì ngươi biết là nó nhiều như thế nào chứ. Dù sao thì trước khi xây dinh thự, tôi đã cho dò hỏi số lượng nô tỳ từng dinh, và ta đoán chắc là số nô tỳ của nhà mình chỉ thua có hoàng thượng. Hàng đêm số nến để thắp sáng giáp số phòng của nô tỳ ở chắc cũng có lẽ vài hòn, để phục dịch các quan đây chắc không tới nỗi thiếu người. Ôi vàng quá hay không. Dạ bẩm Dương hầu, mới thiết triều ra chắc ngài cũng mệt rồi, giờ hai ngài đứng cãi tay ngang với nhau cũng không có ích gì đâu. Nói có sách, mách có chứng, thấy mới tin. Thôi bây giờ vậy, cứ chưng ra đi cho chúng tôi coi, chúng tôi sẽ làm trọng tài cho. Nếu ai thua thì người đó sẽ chung 10 thúng vàng, được không? Được, được không? Ta nghe nói Dương hầu em ta nó thách đố gì đó với tên quận công mới nhậm chức Thạch Sùng hả? Dạ bẩm hoàng hậu, khắp tam cung lục viện đang háo hức xôn xao chuyện này đó hoàng hậu. Hai người đang thách đấu với nhau coi ai giàu hơn ai, ai thua phải chung 10 thúng vàng. Mất của là một lẽ, ta chỉ sợ em ta nó hớ hên, càng đấu càng lộ dốt, rồi mang tiếng hoàng thượng nâng đỡ trọng dụng thân tộc, bỏ qua hiền tài gây bất ổn dư luận. Ta phải làm tay trong cho nó. Dạ bẩm hoàng hậu, hoàng hậu muốn sao ạ? À? Triệu mã thái giám qua đây gặp ta. Dạ. Mã thái giám xin ý kiến hoàng hậu và ra mắt Dương hầu.
ta cho Triệu Mã thấy dám tới đây là để có lời nhờ ngươi phụ giúp cho Dương Hầu em ta trong trận tỷ thí sắp tới. Dạ, dạ khởi bẩm hoàng hậu, thật là vinh hạnh cho hạ thần. Hạ thần được hoàng hậu tin tưởng giao phó. Hạ thần có nghe về cái vụ thách đấu sắp tới, cho nên hạ thần thiết nghĩ hạ thần sẽ dốc hết sức để trợ giúp Dương Hầu đây. Mà chị làm em mất mặt quá. Không lẽ em chị lại thua cái thằng trọc phú đó sao? Cậu không hiểu đâu, cậu là em ta. Một lời cậu nói ra, một việc nhỏ cậu làm đều sẽ gây bàn tán. Thắng thì không sao, thua lập tức sẽ bị dèm pha, ảnh hưởng tới uy tín của hoàng thượng. Vậy nên có người trợ giúp cho chắc ăn. Dạ khởi bẩm hoàng hậu, hạ thần sẽ luôn luôn bên cạnh Dương Hầu. Và chắc chắn đảm bảo một điều là không ai biết thần ở bên cạnh Dương Hầu hết á. Đưa con rắn liều điêu này vô đây không chi biết nữa. Ông ơi, ông ơi, ông có nghe tin gì chưa? Hoàng hậu đã ngầm ra lệnh cho Mã Thái Giám phụ giúp cho Dương Hầu trận tới. Trời, liệu mình... Cái điều đó là càng chứng tỏ là trong đầu hắn không có não. Bà nghĩ sao? Hắn có địch nổi một người có sỏi trong đầu như chồng của bà không? Tôi biết á, là ông cứng rồi. Sợ á, là sợ những người triều thần đứng sau lưng nó. Rồi tôi e là... Trừ khi đương kim hoàng thượng lấy quốc khố mới địch nổi tôi. Dưới cái gầm trời này không ai qua được Thạch Sùng hết. Mà đừng có lo, để chắc ăn tôi chẳng phải là không có tay trong. Tay trong? Thể theo lời thách đấu của Dương Hầu và quận công đây, hôm nay là trận đấu đầu tiên, có tất cả các quan đây chứng kiến. Xin mời hai ngài ra lời thách đấu. Tôi chấp nhận mọi lời thách đấu. Xin mời Dương Hầu mở màn. Được thôi. Vậy thì đầu tiên phải coi nhà ai trang hoàng cầu kỳ, xa hoa lộng lẫy nhất. Tôi đồng ý. Vậy hẹn trong ngày mai, phải để mọi người được mãn nhãn rồi tính sau. Được thôi. Vậy ngày mai tôi xin mời các quan ở đây làm chứng, tới lần lượt từng dinh để xem qua. Quyết định gì đi. Tôi xin cáo từ. Không tiện. Dạ, hạ thần xin cáo luôn. Hạ thần xin cáo luôn. Dạ khởi bẩm Dương Hầu, ngài tính sao? Tính sao là tính sao? Ta nói vậy thôi chứ thật ra trong đầu ta không có ý tưởng gì hết. Mà ta thấy nhà ta bây giờ là xa hoa nhất rồi, biết thêm gì vậy? Dạ khởi bẩm Dương Hầu, dinh cơ của Dương Hầu quả nhiên là hoàn mỹ. Phải rồi. Tuy nhiên á, dinh cơ của quận công mới xây cất tân kỳ, hắn lại lắm mưu mô. Vậy nên phải kỳ công hơn nữa mới mong thắng được. Kỳ công là phải làm sao? Dạ bẩm Dương Hầu, làm cái gì mà bình thường thiên hạ không dám làm. Thí dụ như lụa để mai đồ, đo từng thước một. Nhưng bây giờ mình xài lụa cho một chuyện khác. Chuyện khác là chuyện gì? Dạ thí dụ mình lấy lụa làm rèm cửa, khăn trải bàn, màn trướng và căng trần che bụi. Được, ngươi cũng làm được việc đó chứ. Đi. Giỏi. Ê, ngươi làm tốt lắm. Trái cầu gấm này ta thưởng cho ngươi. Dạ, con cảm ơn quận công. Thưa quận công, con đi ạ. Y làm ghê gớm quá. Bây giờ mình tính sao? Tưởng gì, lụa làm sao bằng gấm. Truyền sử dụng loại gấm thường hảo hạng, trang hoàng nhà cửa. Làm sao để số gấm nhà ta xài gấp trăm lần số gấm nhà hắn. Dạ khởi bẩm Dương Hầu. Sao rồi, lụa là căng hết chưa? Dạ khởi bẩm Dương Hầu, xong thì đã xong rồi đó. Ừ. Nhưng mà thần nghe tin mật báo. Gì?
Thạch Sùng á, muốn chơi trội hơn mình, đã cho xài gấm thượng hạng, trang hoàng hết nhà cửa. Mà đáng nói ở cái chỗ, cái số lượng mà gấm thượng hạng hắn xài á, gấp trăm lần bên mình. À mà khoan, sao mà hắn biết bên ta làm như vậy, mà hắn đua theo được chứ? Và khởi bẩm Dương Hầu, chuyện này thì hạ thần chưa rõ. Hạ thần thiết nghĩ mình cứ từ từ truy xét chuyện này sao? Đã sắp tới giờ, mình phải tìm cách chuyển bại thành thắng. Cách gì? Cách gì người nói đi. Dạ, khởi bẩm Dương Hầu, để cho dinh thự mình nổi bật á, thì từ xa đã phải nhìn thấy. Hạ thần thiết nghĩ, chi bằng mình gỡ ngói lợp bằng thủy tinh. Gỡ ngói lợp bằng thủy tinh. Cao kiến, cao kiến, cao kiến, cao kiến. Ủa, lợp bằng thủy tinh, rồi tối ngủ nhìn lên trời thấy trăng với sao không, rồi sao ngủ? À, trời, Dương Hầu quên rồi, mình đã có lụa là để lợp trần rồi sao? Được. Đúng là cao kiến. Cao kiến, cao kiến. Vậy thì cho làm liền đi. Dạ. Làm sao mà cho tất cả cái phủ đệ của ta nó sáng loáng lên, làm cho thiên hạ nó lé mắt luôn. Dạ. Cái gì? Lấy ngọc thạch giá hết dinh thự. Chính xác. Ngọc thật, sân vườn, tường bao, kể cả hàng rào, thay luôn ngói. Bên đó dùng thủy tinh là quá tầm thường. Lần này để giữ bí mật mà đuổi hết đám gia nhân cũ cho tôi. Sau khi xem qua hai dòng dinh thự, hạ quan tuyên bố nhà Dương Hầu tỏa sáng như ngọc. Cổ kim chưa từng thấy nơi nào xa hoa như vậy. Bên trong lại dám vung tay lấy lụa quý phủ khắp nơi, thật là choáng ngợp, choáng ngợp. Phải choáng ngợp thôi. Tuy nhiên. Tuy nhiên cái gì nữa? Nhưng nếu quý phủ tỏa sáng giống như ngọc, thì phủ Quận Công mới là ngọc. Ngọc phủ từ ngoài vô tới bên trong, không phải là lụa mà gấm thượng hạng, trang hoàng khắp chốn, có thể gọi là xa hoa hơn cả cung vua. Kỳ này Quận Công Thạch Sùng đã thắng. Xa gì ba cái vẻ bề ngoài đó, phủ của ngươi mới xây, không lung linh rực rỡ mới lạ. Thôi bây giờ nghe tao hỏi nè, nhà của ngươi có san hô đen không? Loại san hô mà vô quý nhất đó, ngươi có không? Bẩm từ thuở còn là một con buôn hạng bét, ta đã chơi san hô đen. Ở nhà ta có cây san hô đen cao mấy mét, vừa rồi bệ hạ muốn xem. Sau khi ngài xem xong đã phán rằng đây là cây san hô vua, mà ngay cả vua cũng không có cây san hô to và cao đến như vậy. Vậy còn sừng tê giác ngươi có không? Và bẩm sừng tê giác nhà ta nhiều quá, ta chẳng biết làm gì. Ta cho thợ đẽo thành bộ ấm chén, lược, tẩu, xài chơi, chưa cũ đã chán, bỏ lăn bỏ lóc khắp nhà. Vậy là thắng thua đã rõ, phần thắng đã nghiêng về Quận Công Thạch Sùng. Phiền Dương Hầu đây trông đủ 10 thúng vàng theo như giao ước. Được, coi như tạm thời vậy đi. Ta thua ta chịu phạt, nhưng ta muốn đấu nữa. Người nào thua sẽ chung 20 thúng vàng, người có dám theo không? Ôi trời, 20 thúng vàng. Đấu với ngài là niềm vinh dự của tôi. Được, người hay lắm. Vậy thì hôm sau gặp nhau, ta sẽ ra đề quyết đấu. Vậy. Nhưng vị coi 20 thúng là nhiều lắm. Đúng. Thiệt là mất mặt. Ngươi làm gì để hắn biết hết mánh của phe ta vậy? Dạ khởi bẩm hoàng hậu,
Khởi bẩm Dương Hầu, hạ thần thiết nghĩ chắc chắn là phe mình có tay trong. Kẻ đó đã mật báo cho Thạch Sùng, cho nên là bên đó nó làm giống y chang như những gì bên mình làm. À, có tay trong mật báo, ý người nói là trong phủ ta có nội gián. Dạ bẩm, ý thần là như vậy. Nội gián là ai? Có tật giật mình, mặt mày run rẩy. Người nói đi, có phải người làm gì có lỗi với ta phải không? Nói thật ta tha, nếu không ta giết chết. Nói. Dạ xin Dương Hầu tha mạng, xin Dương Hầu tha mạng cho con ạ. Tại sao? Ngươi là người ta tin tưởng nhất, ta cho ngươi vinh dự để được hầu bên cạnh ta, mà ngươi đỡ bán đứng ta như vậy. Đúng là nuôi ông tài áo mà. Lính đâu? Dạ. Gô đầu nó lại, tống nó vô ngục. Chờ ta thách đấu xong vụ này, nếu ta còn sống ta xử nó. Dạ. Đi, đi. Xin tha mạng cho con. Trời, trời, trời. Nỡ lúc nào nó đạp lên cái quạt của tôi. Khốn ghê. Cũng may mới chỉ có dán đầu. Cậu thấy chưa, không chủ quan được đâu, có trợ giúp mà vẫn còn thua đó. Tại có kẻ làm tay trong nên bí mật của bên mình bị tiết lộ hết, chứ còn khuya nó mới thắng được. Không sao, thua một lần để ta cẩn trọng hơn. Ừ. Bây giờ người mau nghĩ bước tiếp theo đi. Dạ. Sao đâu đây? Tại ta thất đại thôi, chứ chưa nghĩ ra gì hết. Bẩm Dương Hầu, hạ thần thiết nghĩ Thạch Sùng là thứ giàu có mới nổi. Nếu là tiền vàng thì lúc nào cũng có sẵn, nhưng những thứ quý hiếm á thì chỉ có mỗi Dương Hầu đây á, là người chơi lâu năm, kỳ công sưu tầm thì mới có được. Phải, phải lắm. Nó làm sao có cả kho kỳ hoa dị thảo quái thú như của ta được. Dạ. Được rồi, thì cái đó là thắng chắc. Dạ. Cái gì? Thi những đồ quý hiếm à? Được thôi, Dương Hầu, ông có những thứ gì mang ra coi. Lần trước người thắng ta, vậy thì bây giờ người khoe trước đi. Bây giờ người có vật gì mau đưa ra. Đồ quý hiếm thì nhà ta có nhiều quá, cho nên ta phải suy nghĩ. Không biết có phải là nhất chưa, nhưng ta có một con thiên lý mã mua từ Thiên Trúc về. Con ngựa này mỗi ngày chạy được 1000 dặm. Chạy được 1000 dặm dữ vậy? Con ngựa chạy cả 1000 dặm. Cái vụ này tôi chưa nghe nha. Chắc là con ngựa thần á, phải không mấy ngài? Ngựa chạy 1000 dặm mà, nó chỉ là một con ngựa chạy dài sức thôi, tầm thường. Vậy mà ông cho đó là có 102. Nhà ta trong chuồng ngựa cả đống kìa. Chưa hết đâu, ta còn có một con hươu 2 đầu. Con hươu 2 đầu, ngài nghe rõ không? Con hươu 2 đầu có không? Ôi trời. Nếu các vị không tin thì cứ đến nhà ta tận mục sở thị. Trời tới thôi đâu mất mát gì đâu, đúng không? Sao? Tỷ số lần này phân định ra sao? Dạ bẩm, thiên lý mã của Thạch Quận Công đây cũng rất lạ. Nhưng quả thật trên đời này chúng thần chưa từng thấy con vật nào kỳ lạ như hươu 2 đầu của Dương Hầu đây. Lần này Dương Hầu thắng. Thạch Sùng, vậy thì ngươi sẽ chung ta 20 thúng vàng. Nhưng mà ta không vội đâu, ngươi để đó đi. Bây giờ
ngươi còn gì lạ hơn những thứ thông thường đó? Mau đem ra ta coi thử. Ừ, đúng rồi, cứ đem ra đi ngài ơi. Đem ra coi sao? Chắc không có rồi. Đúng rồi, có sao? Hết rồi phải không? Chưa, ta có món này. Đây, đây là vật phòng thân của ta, lúc nào cũng mang theo bên người. Đây là nhẫn ngọc, mùa hè đeo vào thì mát, mùa đông đeo vào thì ấm. Đây, đây quả thực là nhẫn ngọc có một không hai. Kỳ vậy hả? Có một không hai luôn hả? Trời lạnh đêm giờ thì ấm. Dạ bẩm Dương Hầu. Sao Dương Hầu có không? Ba cái đó, trời ơi, ngọc ngà châu báu ở trong cung của Dương Hầu á, có cả kho luôn á, có cả kho, cả kho luôn á. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, ta có cả kho mà. Bữa nay quên, ta nói cho người biết. Mai đi, mình hẹn mai đi, mai mình thi tiếp, mai đi. Mấy cái viên ngọc này trong kho ta đầy, nhưng mà bữa nay tại vì quên đem theo. Nếu mà quý vị không tin thì xin mời đến tận nhà ta, tận một sở thị. Ấy, mai, mai đi, mai mình thi tiếp. Ông có chắc á là ngọc đó có 102 không ông? Người ta là Dương Tôn, ngọc ngà châu báu thiếu gì? Kho vua, rồi kho của hoàng hậu, ngọc ngà có sẵn, người ta phải hậu thuẫn người nhà chứ. Ta đảm bảo là ngọc đó trên đời này chỉ có một thôi, do bọn cướp, cướp được của hạm thuyền triều cống của hoàng đế Phương Bắc bán lại cho ta. Bà cứ yên tâm đi. Tôi á, tôi chỉ sợ mình thắng rồi càng ngày mình càng bị ghét, Dương Hầu với hoàng hậu cấu kết với nhau để hại mình đó. Quy thế của tôi bây giờ nghe, vua còn phải ngán, bà cứ khéo lo. Có mới nói nha. Tôi nói thiệt mà. Dạ khởi bẩm Dương Hầu, sau một thời gian thần dò la ra được thân thế của quận công. Sao? Dạ bẩm, trước đây hắn chỉ là một kẻ ăn mày. Vậy hả? Dạ, nhưng có chút mưu mô trong đầu, lợi dụng thiên tai lũ lụt, đầu cơ trên xương máu của người dân lương thiện để mà làm giàu. Sau đó hắn mua quan bán chức nên mới có được cái chức quận công ngày hôm nay. Mà suy cho cùng, hắn cũng chỉ là kẻ tham phú phụ bần. Tham phú phụ bần. Cho nên thần nghĩ rằng không cần ngọc vẫn có cách để tên Thạch Sùng đó thua trắng. Thần đã có cách. Chẳng hay Dương Hầu đã tìm được nhẫn ngọc quý nào khả dĩ đấu lại với viên ngọc của tôi không? À thì ngươi muốn ngọc có ngọc thôi, nhưng mà ta đảm bảo ngoài cái nhẫn ngọc đó ra, ngươi không còn gì để đấu với ta đâu, đúng không? Nếu Dương Hầu muốn thua trong danh dự, tôi sẵn lòng. Ngài cũng không cần nộp phạt, có thì đưa ra, không có thì thôi, đâu cần phải giở trò khua môi múa mép để câu giờ. À thì ta công nhận là ngươi giàu có thiệt. Tuy nhiên ta đảm bảo trên thế gian này không ai mà không thiếu thứ gì. Ngươi giàu thiệt, đầy, nhưng mà không đủ. Ta cược là ngươi còn thiếu nhiều thứ lắm. Ngài không thấy, mỗi lần ngài đưa ra một lời thách đấu thì tôi đã đáp lại gấp trăm lần. Nhà tôi trên trời dưới bể không thiếu một thứ gì.
Ngươi dám chắc vậy chứ? Chắc như đinh đóng cột. Thôi được, vậy đi. Ta đảm bảo nhà ta không thiếu một vật gì. Nếu ông chỉ ra một vật mà nhà ta thiếu, ta sẽ giao hết gia sản, vợ con, gia nô cho ông. Ngược lại, nếu ta có đủ hết thì ông phải giao hết toàn bộ tài sản cho ta. Được. Ta chấp nhận. Được, giao ước thì khá lớn, nên đề phòng có người trở mặt. Phải làm giao ước, hai bên cùng ký vào, có các quan ở đây làm chứng. Tôi mất vậy không? Dạ đây thưa dân hầu. Được. Dạ đây thưa quận công. Để cho rõ ràng, xin mời các quan quá bộ tới nhà để xem tư dinh của ta có thiếu thứ gì không. Rồi sau đó tôi sẽ đưa các quan qua tiếp quản dinh thự của Dương Hầu. Vì sắp tới tôi phải sửa sang lại toàn bộ. Còn ta chỉ sợ khi ta tiếp quản lại dinh thự của ngươi á, ngươi khăn gói bị gãy đi ăn xin trở lại thôi. Bà làm gì vậy? Bà dòm giống quái vật vậy? Sao ông tự tin cao hứng quá vậy? Nhà ai mà chẳng thiếu thứ gì? Thương chuyện gì? Bà nghĩ coi, nhà mình có thiếu cái giống gì không? Vàng bạc, đồ quý hiếm đầy. Bà phải nghĩ coi, bà phải làm cái gì với nhà họ Dương mà mình sắp có được. Nhiều của quá cũng khổ, phải nghĩ cách quản nó mới mệt. Mạo ơi, tôi nói nghe nè, sao tôi linh cảm á, lần này mình có chuyện chẳng lành. Thiếu gì thứ mình không mua về nhà, có bao giờ ai mà có được mọi thứ trên đời ở trong nhà đâu, chật chội à. Nhưng nhà của mình khác. Thôi bà đừng có nói gỡ. Bà có biết không, bà chuẩn bị tiếp đón thiên hạ tới chiêm ngưỡng cái gia sản vô đối của nhà mình. Bây giờ đầy đủ mặt các quan, ông nói cho ta nghe, nhà ta còn thiếu cái thứ gì? Theo ta thấy, quả nhiên là cái dinh thự của ông đủ mọi thứ xa qua. Nhưng có một thứ ta đảm bảo ông sẽ không có đâu. Là thứ gì? Quận công Thạch Sơn, ông hãy mở mắt cho kỹ, nhìn cho rõ xem đây là thứ gì. Cái mẹ kho ông có không, đem ra cho mọi người chiêm ngưỡng đi. Đâu? Dạ đại nhân. Mau lục hết trong bếp, mọi công cách ông sẽ vui.
tìm cho ta cái mẹ kho. Dạ. Bây giờ là con thằng nào nghĩ là mình thấy xó lắm. Giàu có tột bậc như quận công đây, không biết cái mẻ kho thì cũng đâu có gì là lạ. Cái mẻ kho cũ người ta bỏ đi rồi, dơ lắm á. Tôi cho mấy đồng nè mua mẻ kho mới. Dạ đa tạ ông, tôi là kẻ tật nguyền, có cơm ăn là may mắn lắm rồi. Mua dạ, mới xài đi nha. Đa tạ. Sang cả rồi, người ta cũng hay ráng chùi đi gốc gác của mình, đúng không quận công? Đúng là vua đầu cơ mà. Đã tới lúc giải nghệ, bà thề sẽ không bao giờ quay trở lại cái làng tội tàn chết tiệt đi nữa. Đốm hết đi, đạp hết đi. Mày đã theo tao giúp tao kiếm cơm, nhưng mà bây giờ tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Dạ bẩm đại nhân, dạ con đã tìm hết trong nhà ngoài vườn, tất cả chỉ toàn đồ vàng đồ bạc đồ đồng, không có mẻ kho nào làm bằng đất hết thưa đại nhân. Theo giao ước ký kết giữa đôi bên, từ nay toàn bộ gia tài dinh thự thê thiếp của quận công Thành Sùng thuộc về Dương Hầu. Dân tự đã ký, đành phải thuận theo. Vợ chồng ta chia ngọt sẻ buồn. Vợ của ngươi ta chẳng thèm đâu, ta chỉ muốn dạy cho ngươi một bài học. Còn vợ ngươi ta truyền bắt mụ vào cung phục vụ bếp núc. Còn ngươi, ngươi đã tán gia bại sản rồi, ta truyền đuổi Thạch Sùng ra khỏi hoàng thành, cho ngươi chừa cái tội quên quan, dám chọc giận hoàng thân quốc thích. Dương Hầu. Dạ. Dạ bẩm hoàng thượng. Ngươi biết tội ngươi chưa? Dạ. Dạ thân tội gì ạ? Thân là trọng quan triều đình, lại không chịu chuyên tâm lo việc triều chính, mà lại còn làm nhiều chuyện hồ đồ, trong khi bá tánh lầm than, dân tình khốn khổ, khách lại không lo, lấy vàng muôn bạc dạng, kể cả dinh thự của mình ra cá cược chỉ vì một phút bốc đồng háo thắng. Sao khanh không nghĩ? Nếu như ta không nể khanh là em của hoàng hậu, thì khanh có được bổng lộc và cơ ngơi như ngày hôm nay hay không? Vậy mà khanh không biết trân trọng, mà còn dở thói làm càn ý lại. Ngươi biết tội ngươi chưa? Dạ, dạ, dạ thần biết tội của mình rồi. Dạ, xin bệ hạ tha thứ tội. Còn các khanh cũng vậy, thấy chuyện trái tai gai mắt vậy mà không can ngăn, lại còn đứng ra đổ dầu vào lửa. Lần này ta nhắc nhở, lần sau còn tái phạm ta xử lý từng người một. Dạ, đổi ơn hoàng thượng. Thượng. Tên quận công Thạch Sùng đâu rồi? Dạ, dạ bẩm hoàng thượng. Dạ, tên quận công Thạch Sùng, sau khi thua hạ thần, hắn như người điên điên dại dại, sau đó ra khỏi hoàng thành và đi về đâu thì thần cũng không biết nữa. Âu cũng là cái giá mà hắn phải trả. Dương Hầu nghe đây. Dạ. Tất cả những tài sản mà người thắng được của Thạch Sùng, ta sẽ xung vào quốc khố, để dành sau này phát triển cho dân. Còn ngươi phải lo tu tâm dưỡng tánh, nếu như ngươi còn tái phạm thì ta sẽ không dung thứ. Đội ơn hoàng thượng. Truyền bãi triều. Hoàng thượng dạng tới. Dạng tới. Dạng tới.
Nguyên Hoàng thì đâu có phải tan gia bại sản như vậy. Cái mẹ khó. Cái mẹ khó. Thạch Sùng gục chết và hóa thành con Thạch Sùng, nhân gian gọi là con thằng lằn. Tiếng kêu nghe như núi tiếp không thể chuộc lại lỗi lầm của mình. Và bài học rút ra là trên đời này không ai hoàn hảo. Quan trọng là phải biết trân quý thứ mình đang có và